Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Trong chương trình sale giảm giá từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 thì những bộ xe Twitter đang có chương trình sale mạnh nhất. Thì đây là chiếc Twitter R10 phiên bản Shimano Sora R3000 đang được shop 88 sale giảm giá từ 14.800.000 đồng xuống chỉ còn 13.800.000 đồng cho bác khách hàng nào may mắn nhất khi alo hotline 0933 522 186. Mẫu xe này hiện tại đang có size là size 45 các bác nhé. Size 45, dòng ngang của nó là 50,5. Dòng ngang là 50,5, thiết kế khung carbon. Carbon 18K, dòng ngang khung chữ A, dây âm sườn. Group của xe sử dụng group Shimano Sora các bác nhé. Group sử dụng group Shimano Sora R3000, đùi đĩa nhôm Prowheel, OUNCE OZ 5034T, đúc rỗng chạy bi bạc đạn này. Ổ đế sau sử dụng ổ đế Shimano Sora R3000. Xe này sử dụng đó là 9 tầng níp, 2 đĩa 9 níp, 18 tốc độ, Mayer Retrospec dạng lỗ siêu chớn, căm là căm dẹt hay còn là đũa đấy ạ, đũa dẹt. Vành Retrospec liền 4 cm. Retrospec liền 4 cm, nhôm 2 nớp, xăm nốt sử dụng nốt Kenda 700x25. Cụm phanh Retrospec này. Pedal Retrospec, cọc yên carbon, yên Twitter. Bô tăng ghi đông nhôm. Đấy, tay đề là Shimano Sora này, cũng phanh trước Retrospec này, càng carbon này. Đấy, mẫu xe này hiện tại thì đang được sale giảm giá rất là nhiều trong đợt 20 tháng 11 này, nên những bác nào mà đặt hàng sớm chiếc xe này sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ khủng. Giảm giá chiếc xe này 1 triệu đồng, 14.800.000 đồng chỉ còn 13.800.000 đồng. Và chỉ có một chiếc duy nhất size 45 các bác nhá, màu đen tem bạc, size 45. Giá bán thì đã được em công khai nên các bác nào alo sớm hotline 0933 522 186 em sẽ để này chiếc này đầu tiên cho các bác. Vì rất là nhiều các bác đặt hàng rồi, hôm qua nhiều bác tranh nhau một chiếc xe. Sale nhiều quá, nhiều con sale 4-5 triệu, chiếc này sale hẳn 1 triệu nó quá rẻ này. Những bác nào mà muốn mua những chiếc xe đạp mà đề Shimano trong năm nay 2020 thì đừng bỏ qua cơ hội lần này các bác nhé. Hiện tại trên thị trường rất là nhiều cái đề Retrospec nó rơi tầm 13-14 triệu nhưng mà Retrospec nó không thể bền bằng Shimano được. Vì Shimano là của Nhật, Retrospec là do hãng tự phát triển, nó không thể là nhạy như Shimano. Đấy nên các bác phải lưu ý khi chọn xe. Còn chiếc xe này đã được giảm giá rất là nhiều nên bác nào cần mua xe alo luôn hotline bên em 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Xe rất là đẹp các bác nhá, màu đen tem bạc. Xe này mới 100% mà được bảo hành chính hãng. Đấy, bác nào đặt hàng có thể alo hotline bên em. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.